Em già yêu. Nằm ngủ. Lao vô thế. Em già yêu. Không tính xếp tài của anh Hải. Được. Cái đúng không anh Lâm? Được. Còn để tầng 4 để anh Lâm lo. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người đi tô màu một bức tranh, đó chính là một chú chuột Mickey nha mọi người. Chúng ta cùng nhau tô màu thôi nào. Một em gái và một em gái. Ở đây hết em gái rồi. Thấy chưa, nên đừng có để em làm việc nặng. Em chỉ ngồi hợp ngồi không thôi. Nó buồn nhiều quá, nó cũng nặng. Ủa? Có biết cái kiểu mình não nước ở trong đầu không? Não khỉ đó. Thôi mai nghỉ làm. Có đến là não bình. Phú kêu xuống kìa. Anh thử xuống đây, anh nuôi đưa em nghe rồi. Và mình đã tô xong cái quả óc chó cho lên ở dưới đi. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Và các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Nhớ nhấn nút chuông thông báo để nhận được những thông báo sớm nhất về cái video trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel tô màu trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tô màu cả một bông hoa ăn thịt. Và bây giờ chúng ta cùng đi. Để em tô xong nốt bước đi.
dọn vệ sinh Chiến ơi. Video tô màu về chú chuột Mickey này của mình đến đây kết thúc nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một lượt like, một lượt share và một lượt subscribe nha. Bye bye.